Lân, Sư, rồng tranh tài trên phố đi bộ Đà Nẵng. Còn hơn một tháng nữa mới đến Trung Thu, nhưng không khí của ngày hội trăng rằm đã rộn ràng ở Đà Nẵng với lễ hội Lân, Sư, rồng Hải Châu năm 2024. Các đội thi đã cống hiến những màn trình diễn ấn tượng. Lễ hội Lân, Sư, rồng này do Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Đài Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng tổ chức. Từ ngày 9 đến 11, 8 tại phố đi bộ Bạch Đằng, 21 đoàn Lân, Sư, rồng nổi tiếng đến từ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc cùng tranh tài ở các nội dung địa bửu và mai hoa thun. Sự kiện này đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Cùng con trai đến xem múa Lân, chị Thái Thị Phượng, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cho biết mình rất ấn tượng với những màn trình diễn mà các đội thi mang lại. Tôi và con trai rất thích xem múa Lân, nhưng ít khi có cơ hội chiêm ngưỡng những màn trình diễn đẹp mắt như thế này. Tôi hy vọng rằng thời gian tới có thể xem thêm nhiều màn múa Lân, Sư, rồng hấp dẫn, chị Phượng cho hay. Lễ hội không chỉ tạo niềm vui cho người dân mà còn là dịp để giới thiệu và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Các đội thi đã có những màn trình diễn ấn tượng với các động tác uyển chuyển và những pha nhào lộn đẹp mắt. Ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, cho biết lễ hội này là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của loại hình nghệ thuật Lân, Sư, rồng tại Việt Nam. Đồng thời là cơ hội để chứng tỏ sức hút của môn nghệ thuật này đối với người dân và du khách. Các chú Lân với màu sắc sặc sỡ, bắt mắt. Khán giả mãn nhãn với những phần biểu diễn tại lễ hội Lân được trang trí tỉ mỉ, nhiều em nhỏ say mê xem các đội Lân biểu diễn các đội thi tranh tài ở nội dung địa bửu.